mai đẹp quá tía. Mày bây giờ mày đứng đây nha. Đứng dạ. Đây để tía qua thì tía coi còn cây nào tía lựa nữa nha. Dạ tía. Đứng chờ tía. Dạ. Mai đẹp quá. Tới nở nó còn đẹp thiệt đẹp luôn ha. Ủa bà Sáu. À con. Dạ. Cây này mày mua hả? Dạ cái này con mua. Trời ơi, tao nói nghe, cái dáng mai này á, hồi xưa má mày á, mà bà còn là bà thích lắm. Bà thích một cây mà để ngay trước cái bàn đó. À bà Sáu, bà Sáu. Nếu mà bác gái thích á, thì cái mai này đã thuộc về bác Sáu rồi. Là sao? Con nhường cái mai này cho bác Sáu luôn. Thôi cảm ơn. Tía, mình vô trong mình lựa đi. Còn biết bao nhiêu cây trong đó, mắc mới gì phải lấy cái cây này. Con ngộ quá, biết bao nhiêu cây nhưng mà thích cái dáng này. Tía. Bây giờ nó để lại thì mình cứ lấy đi. Dạ. Ờ vậy bác lấy nha. Dạ dạ bác lấy đi, bác lấy đi bác. Thì ra xe ra chở về. Đi. Để con bưng ra xe luôn cho bác nha. Ờ cảm ơn con. Vậy khỏi cái lửa mày sao mày ngộ. Bác thích thì cái gì cũng được hết á. Quạo đeo hả? Ủa nó đâu rồi trời? Té, có này té. Đi đâu té? Ở bên kia có mấy cây đẹp lắm. Dạ. Thêm một cây này với mấy. Tía kiếm gì tía? Ủa cây mai mày bưng thì mày để đây đâu rồi? Cây mai con mới vừa bưng ra cho bác Sáu rồi. Là sao? Con nhường cây mai cho bác Sáu á. Bác Sáu thích cây mai đó lắm. Mày cho ổng hả? Con cho ổng rồi. Dạ cho ổng luôn. Bác Sáu thích mà. Thí dụ mày bán đi cũng được hay hoặc mày chia lại cũng không được, mày cho. Dạ phải cho bác Sáu thì Út An mới thích. Thế là mày ngu quá. Mày ăn cái gì mà ngu ngục gì mà chửi không được.